Kính chào quý vị và các bạn. Ngày 5 tháng 9 hàng năm là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Mặc dù thời tiết sáng nay không thuận lợi, nhưng những cơn mưa nặng hạt cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến không khí, nội dung và ý nghĩa của lễ khai giảng năm học mới. Sinh khí lễ khai giảng tại nhiều điểm trường cùng với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2023-2024 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau sẽ là nội dung được đề cập trong phần đầu của chương trình thời sự hôm nay. Trước tiên, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin từ phóng viên Hà Giang tại điểm trường Trung học Phổ thông Đầm Dơi. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 5 tháng 9, cùng với cả nước, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Cà Mau đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới, năm học 2023-2024. Sáng nay, hơn 231.000 học sinh các cấp học đã nô nức đến trường. Tại trường Trung học Phổ thông Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới. Năm học 2003-2004, trường Trung học Phổ thông Đầm Dơi có hơn 1.900 học sinh, trong đó có hơn 600 học sinh trúng tuyển vào lớp 10. Tại buổi lễ, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đánh trống khai giảng năm học mới, tiếp thêm động lực quyết tâm để ban giám hiệu, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Đầm Dơi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học mới, hướng đến xây dựng một trường học hạnh phúc và đào tạo học sinh thành những công dân toàn cầu. Dịp này, trường Trung học Phổ thông Đầm Dơi cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà tài trợ, trao tặng 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nhiều suất học bổng cho những học sinh vượt khó học giỏi. Thưa quý vị, các bạn, những cơn mưa nặng hạt sáng nay không làm ảnh hưởng đến không khí, nội dung cũng như ý nghĩa của chương trình lễ khai giảng. Hòa vào khí thế thi đua dạy tốt học tốt, thầy và trò trường Trung học cơ sở Trung học Phổ thông Tăng Bằng huyện Thới Bình phấn đấu đạt những chỉ tiêu mục tiêu của ngành giáo dục đặt ra trong năm học mới. Đến dự tham dự lễ khai giảng của nhà trường hôm nay có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Huỳnh Quốc Việt. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt đọc thư chào mừng năm học mới 2023-2024 của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt gửi lời chúc tập thể nhà trường đạt nhiều kết quả tốt trong năm học mới. Năm học 2023-2024, trường Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông Tân Bằng có 68 cán bộ, giáo viên, nhân viên, hơn 1.400 học sinh ở 32 lớp học cấp Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông. Trong đó có hơn 530 khối lớp 6 và lớp 10. Bước vào năm học mới, mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh đặt ra những mục tiêu mới. Năm học trước thì em có thành tích là tiên tiến, năm nay em muốn là giỏi. Em muốn phấn đấu hơn so với năm trước ạ. Đổi mới phương pháp giảng dạy từ cái truyền thụ kiến thức cho học sinh chuyển sang lấy học sinh làm trung tâm và đặc biệt là các hoạt động tổ chức cho học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục. Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ngoài kiểm tra đánh giá theo trên giấy thì nhà trường tiếp tục chỉ đạo cho tất cả các em, các giáo viên là kiểm tra đủ mọi hình thức như giao sản phẩm, giao dự án vân vân để các em có cái tính thực tiễn cao hơn. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt vận động trao tặng học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông Tân Bằng 20 chiếc xe đạp. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã Tân Bằng, các đơn vị trao tặng nhiều phần quà học bổng cho học sinh nhà trường. Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. Năm học 2003-2004, trường Trung học cơ sở Hồ Thị Kỷ có 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 633 học sinh ở tất cả các khối lớp, trong đó có 226 học sinh khối lớp 6. Thực hiện chủ đề năm học mới, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, phù hợp với đối tượng học sinh. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và tuyên truyền. Tại lễ khai giảng, nhiều học sinh có thành tích cao cố gắng vươn lên trong học tập của trường Trung học cơ sở Hồ Thị Kỷ được nhận học bổng quà đầu năm học mới. Lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước có sự tham dự của Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Nhung. Năm học 2023-2024, trường Trung học cơ sở Hòa Trung có 185 học sinh trúng tuyển vào lớp 6,
Tổng số học sinh của trường là 508 học sinh, tăng 106 học sinh so với năm học 2022-2023. Tại lễ khai giảng, Ban giám hiệu nhà trường kêu gọi mỗi học sinh tự giác, chủ động, nỗ lực, sáng tạo trong học tập và rèn luyện để tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong năm học mới. Dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Nhung, lãnh đạo Huyện ủy Cái Nước và đại diện một số doanh nghiệp trao 51 phần quà, 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó. Hơn 3.500 học sinh trường Trung học Phổ thông Hồ Thị Kỷ, thành phố Cà Mau, đặc biệt là 638 học sinh khối lớp 6 và 634 học sinh khối lớp 10 háo hức đón lễ khai giảng năm học mới 2003-2004 vào sáng nay. Tham dự lễ khai giảng tại trường Trung học Phổ thông Hồ Thị Kỷ có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải. Trường Trung học Phổ thông Hồ Thị Kỷ đón chào năm học mới với tinh thần mới, quyết tâm mới vì những mục tiêu cao hơn, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách dạy của thầy, cách học của trò để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Dịp này, nhà trường trao 2 suất học bổng cho học sinh là thủ khoa có thành tích cao nhất tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2003, trao 24 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Tiếng trống trường Đà Điểm, tiếng trống tự hào, tiếng trống Việt Nam, tiếng trống Trần Điện Biên lịch sử. Tham dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò trường Trung học Phổ thông Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Giang Bi. Năm học 2023-2024, trường Trung học Phổ thông Khánh Hưng có hơn 1.000 học sinh theo học ở các khối lớp. Trong năm học này, nhà trường tập trung nâng cao công tác chuyên môn, năng lực, trình độ cho đội ngũ giáo viên, tiếp tục củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, các trang thiết bị để phục vụ tốt cho hoạt động giáo dục, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học sinh, xây dựng ngôi trường xanh sạch đẹp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân đã đến dự lễ khai giảng tại trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau, một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục Cà Mau. Năm học 2003-2004, trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển có 32 lớp, với 1.055 học sinh, trong đó 25 lớp chuyên, 7 lớp không chuyên. Năm học mới, nhà trường quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững và nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân trao 15 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sở Giáo dục và Đào tạo trao 11 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Nhà trường cũng vinh danh các thủ khoa đối với tân học sinh chuyên lớp 10. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay sân trường không có nắng, nhưng tất cả các em học sinh và các thầy cô giáo của trường Trung học cơ sở Trung học Phổ thông xã Khánh An, huyện U Minh đã có mặt tại sân trường từ rất sớm để chuẩn bị cho một buổi lễ khai giảng thật là tươm tất. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quỳnh Thị Thanh Loan đã đến dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Trung học Phổ thông Khánh An, huyện U Minh. Phát huy những thành tích đạt được trong năm qua, năm học 2023-2024, trường Trung học cơ sở Trung học Phổ thông Khánh An làm tốt công tác huy động học sinh đến trường với 24 lớp, hơn 950 học sinh. Dịp đầu năm học mới, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quỳnh Thị Thanh Loan trao tặng 1.000 quyển tập cho học sinh của trường Trung học cơ sở Trung học Phổ thông Khánh An. Nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị trao tặng nhiều suất học bổng cho các em học sinh có thành tích tốt trong học tập. Các trường học trên địa bàn huyện Nam Căn cũng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng vào sáng nay. Dự lễ khai giảng tại trường tiểu học xã Hàng Vịnh có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Hữu Phước. Năm học 2003-2004, trường tiểu học xã Hàng Vịnh đón 530 học sinh nhập học với 18 lớp. Ngoài 29 phòng học, 8 phòng chức năng, bếp ăn bán trú, năm học mới này nhà trường được hỗ trợ nâng cấp sân trường, khu vệ sinh, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học này, trên địa bàn huyện Nam Căn có 30 trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở, giảm 1 trường so với năm học trước. Có 9.346 học sinh nhập học, 731 cán bộ quản lý, giáo viên.
năm học 2023-2024, toàn huyện Phú Tân có 17.117 học sinh đến trường. Các trường đồng loạt tổ chức lễ khai giảng vào sáng nay. Dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Tân Hương Tây có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thanh Triều. Để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ năm học mới, trước lễ khai giảng, 16 điểm trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Phú Tân được nâng cấp sửa chữa với tổng kinh phí khoảng 8,5 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn huyện Phú Tân có 32 trên 39 trường do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quản lý được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có một trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là trường mẫu giáo Hương Giang ở xã Diệt Thắng. Thưa quý vị, tiếng trống trường đã điểm, năm học mới đã bắt đầu. Khai giảng không chỉ là niềm vui của học sinh khi được gặp lại thầy cô bạn bè, mà còn là niềm hy vọng của cả thầy và trò về một năm học mới với đầy trải nghiệm mới. Tất cả đã sẵn sàng. Chào năm học mới! Gần 11.000 học sinh trên địa bàn huyện Ngọc Hiển chính thức bước vào năm học mới với tâm thế phấn khởi. Ngay từ sáng sớm, những chuyến đò ở các ấp khóm xa xôi đã kịp đưa các em đến trường dự lễ khai giảng. Ghi nhận tại trường trung học cơ sở Bông Giang Dĩa, vào sáng nay, trời có mưa, tuy nhiên vẫn không làm ảnh hưởng đến không khí của buổi lễ. Hơn 1.050 em học sinh đến trường đầy đủ với niềm vui và sự háo hức. Dự lễ khai giảng tại trường trung học cơ sở Bông Giang Dĩa có Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Minh Ý. Lễ khai giảng được tổ chức nhanh gọn nhưng rất trang trọng, ý nghĩa, mang đến cho thầy trò tâm thế vui tươi bước vào năm học mới. Năm nay em sẽ rất cố gắng để được học sinh giỏi nhất dành cho nhà trường và cha mẹ. Em mong là cha mẹ và nhà trường sẽ tự hào. Em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ và không làm nhà trường và cha mẹ thất vọng. Sáng là đã dậy rất là sớm để chuẩn bị đến trường thì sớm để nhận phần quà của mấy chú và nhờ mấy chú hỗ trợ những năm học vừa qua có em đạt được rất là nhiều thành tích giỏi. Em sẽ cố gắng học tập rất là nhiều cho tương lai sau này. Đối với những học sinh mà có cái hoàn cảnh khó khăn thì nhà trường đã lập danh sách và gửi về địa phương. Sau đó thì nhà trường đã có cái kế hoạch đó là tham mưu với các cái ban ngành để làm sao là hỗ trợ cho các em để các em có cái điều kiện để là tiếp tục đến trường. Năm học 2023-2024 là năm thứ tư triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và là năm đầu tiên chương trình mới được triển khai ở khối lớp 8. Trường Trung học cơ sở Bông Giang Dĩa tiếp tục đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp vượt qua khó khăn nhằm triển khai chương trình mới hiệu quả, chất lượng. Tại lễ khai giảng, hàng trăm suất học bổng, quà tặng, tập sách được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng trị giá gần 70 triệu đồng. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Đại tá Nguyễn Văn Hùng đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường tiểu học 2 thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển. Năm học này, nhà trường đón 762 học sinh nhập học, tỷ lệ học sinh đăng ký nhập học đạt 100%. Cơ bản nhà trường đảm bảo giáo viên đứng lớp và giảng dạy. Đầu năm học mới, nhiều suất học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập được trao cho học sinh nghèo học giỏi với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Năm học 2003-2004, trường Trung học phổ thông Cà Mau có 80 lớp với hơn 3.200 học sinh. Dự lễ khai giảng cùng thầy và trò trường Trung học phổ thông Cà Mau vào sáng nay có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cà Mau Trần Hồng Quân. Dịp này nhà trường tặng 28 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn hiếu học, góp phần động viên các em tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập. Lễ khai giảng tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thành phố Cà Mau cũng diễn ra trang trọng và ý nghĩa, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và gặt hái thêm nhiều thành tích, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Để khích lệ động viên học sinh nghèo hiếu học vượt khó vươn lên trong học tập, các nhà tài trợ trao tặng 2 chiếc xe đạp, 200 quyển tập cho các em học sinh của trường. Để
Năm học 2023-2024, trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường 9, thành phố Cà Mau có hơn 1.620 học sinh với 36 lớp. Thầy và trò nhà trường đều phấn khởi trong ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường năm tháng 9, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới. Cũng trong sáng nay, hơn 2.000 học sinh của trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thành phố Cà Mau dự lễ khai giảng chính thức bước vào năm học mới 2023-2024. Trong năm học này, nhà trường tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 6, lớp 7 và lớp 8. Mục tiêu hướng đến của nhà trường là mỗi thầy cô giáo và các em học sinh là tấm gương thầy mẫu mực, trò chăm ngoan, cùng nhau phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng dạy thật, học thật để vươn tới mục tiêu dạy tốt, học tốt. Như vậy là học sinh ở tất cả các điểm trường đã chính thức bước vào năm học mới. Sau lễ khai giảng, thầy và trò ở các trường phấn khởi bước vào môn học đầu tiên trên tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong tình hình mới. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Năm học 2023-2024, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 497 trường học, giảm 4 trường so với năm học trước. Toàn tỉnh có hơn 231.000 học sinh ở các cấp học, với 7.745 lớp, tăng hơn 14.000 học sinh so với năm học 2002-2003, và có hơn 15.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia quản lý, giảng dạy tại các trường. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Ngoài các khối lớp 1, 2, 3, 6, 7 và lớp 10 đã được triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Năm học mới này, theo lộ trình là năm thứ tư thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các lớp 4, 8 và 11. Tập thể sư phạm nhà trường sẽ cố gắng vượt mọi khó khăn, học hỏi chuyên môn lẫn nhau và nâng cao tay nghề, cũng như là hướng tới là giáo dục học sinh ý thức học tập cũng như là các cái hoạt động trong năm để đạt những cái mục tiêu cũng như là chỉ tiêu của ngành cũng như là của tỉnh, thành phố đề ra. Năm học này được coi là giai đoạn bứt tốc trong quá trình đổi mới giáo dục phổ thông. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm học, toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục đã có sự chuẩn bị chu đáo, nỗ lực để thực hiện thắng lợi 10 nhiệm vụ trọng tâm cùng các giải pháp đột phá của ngành. Nhà trường cũng đổi mới cái phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá để thực hiện áp dụng cho đúng với cái thông tư số 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cái kiểm tra đánh giá và nâng cao chất lượng của các em trong cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học. Thứ hai là kiên định mục tiêu chất lượng dạy và học để đảm bảo cái chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cũng như là cái chương trình giáo dục mầm non mới. Và bên cạnh đó thì ngành cũng đã chỉ đạo công việc là chuyển đổi số hóa hồ sơ sổ sách chuyên môn trong nhà trường. Với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, năm học 2023-2024 được ngành giáo dục Cà Mau xác định là một năm trọng tâm của quá trình đổi mới. Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cũng hứa hẹn rất nhiều thành tựu ở phía trước nhằm góp phần đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua, Cà Mau đã đón 57.327 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng nguồn thu từ du lịch là 74,5 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Các khu điểm du lịch, di tích có lượt khách đến tham quan đông, như khu du lịch Mũi Cà Mau đón 9.667 lượt khách, khu du lịch Khai Long đón 6.548 lượt khách, điểm du lịch sinh thái Hương Tràm đón 6.100 lượt khách, các hộ du lịch cộng đồng tại đất Mũi đón 4.889 lượt khách, Hòn Đá Bạc đón 4.771 lượt khách. Đối với tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9,
Trên địa bàn tỉnh Cà Mau không xảy ra tai nạn giao thông, va chạm giao thông xảy ra một vụ, bị thương một người. Công tác tuần tra kiểm soát phát hiện lập biên bản 619 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 212 phương tiện và tước giấy phép lái xe 36 trường hợp, phạt hành chính 316 trường hợp với tổng số tiền hơn 628 triệu đồng, trong đó đường thủy phạt 18 trường hợp. Ngoài ra, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tình hình trật tự an toàn giao thông tại bến xe, bến tàu ổn định. Lưu lượng phương tiện hành khách tại bến xe khách Cà Mau có tăng. Tuy nhiên, phương tiện phục vụ đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, không bị ứ động khách tại các bến. Chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.